Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh lớp Android của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà chúng ta có thể là thay đổi cái tên của một người bạn ở trên cái ứng dụng Messenger. Có nghĩa là chúng ta thay vì các bạn ấy tự đặt tên nickname của các bạn ấy là gì thì chúng ta sẽ tự chuyển cái tên đó lại thành một cái tên khác để chúng ta có thể dễ nhớ hơn. Và mình mong muốn là các bạn hãy nhớ là không phải cái ứng dụng Messenger Lite nha, chắc chắn là không được nha. Bây giờ mình sẽ chọn là Giang Phan đi. Đó. Đây. Giang Phan nha. Thì bây giờ mình sẽ để đổi được cái tên của cái người này thì mình sẽ chọn vào cái nút có dấu chấm than ở phía trên góc bên phải màn hình điện thoại của các bạn nè. Đó, xong sau đó các bạn chọn phần là biệt danh. Thì bây giờ mình sẽ đặt biệt danh cho người này, đó là em Giang. Đây là em trai của mình. Em Giang. Đó, mình sẽ đặt biệt danh là em Giang. Đó, bây giờ mình đặt thôi. Rồi xong. Có nghĩa là bây giờ mình quay trở ra thì nó sẽ đổi tên trong quá trình chat là em Giang. Đó, rất là đơn giản thôi. Ok, thì tiếp tục thì là mình sẽ đổi một cái tên một cái người bạn của mình, ví dụ như bạn Trần Kỳ ở đây đi, thì mình không muốn để tên là Trần Kỳ ở đây đó, thì mình sẽ đổi một cái tên của bạn ấy. Và mình sẽ chọn vào cái nút ba chấm ở đây. Sau đó mình sẽ chọn vào cái phần đó là biệt danh. Và mình đặt biệt danh đó là bạn Kỳ đi. Bạn Kỳ. Và đặt ở đây. Thì bây giờ là đã ra cái tên mới, đó là bạn bạn Kỳ rồi. Đó, thì là đổi cái tên gợi nhớ của mình dành cho cái người bạn ấy đã xong. Thì bạn ra ngoài đã thấy là mình đã đổi tên hai người, đó là bạn Kỳ và em Giang rồi. Thì ok, cái phần giới thiệu của mình về cái việc mà chúng ta đổi cái tên gợi nhớ về cái nickname của những người bạn của chúng ta cho cái phần cuộc trò chuyện và chat đến đây hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video khác nha.